Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi Người già không thi vẫn được quốc tịch Mỹ, văn phòng quốc tịch Mỹ 714-595-1841. Gọi ngay MangoTours 866-435-9746 để có vé máy bay giá ưu đãi đến Việt Nam. Công ty chuyển tiền Hồng Lan, một thương hiệu đáng tin cậy. 888-880-8345. Ngọc Lan, Hoàng Trọng Thủy trở lại với tất cả quý khán thính giả từ Cà Phê Sáng sang Thời Sự Thế Giới ngày hôm nay. Một lần nữa cảm ơn Ngọc Lan rất nhiều đã hỗ trợ và phụ Thảo Yên. Thảo Yên ngày hôm qua báo rằng không nói ra tiếng nữa, bệnh nặng hơn. Nhưng mà bình thường không biết Ngọc Lan có bị chưa, tức là có thời gian tôi cũng ho, mà ho đến độ nói ra đó là nó cứ khàn 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 như là một con vịt đực vậy đó. Cho nên làm sứ ngôn viên mà có đúng cái rồi âm thanh như thế thì Rất là khổ. Xin chào quý vị, xin chào anh Thụy. Thì ngay cả trong những ngày qua, ngay cả Cà Phê Sáng hồi nãy Ngọc Lan cũng vậy, giống như nó cứ bị lướng vướng trong cái cổ mình, hơi khó chịu. Thành ra có lúc mà nói chuyện quý vị nghe hơi khọt kẹt thì mong quý vị là thông cảm. Ngày hôm nay có những cái bản tin, và đặc biệt lại đến với thị trường chứng khoán. Các nhà chuyên gia họ nói rằng chỉ nhìn vào chỉ số chứng khoán hiện nay có thể đoán trước được ai sẽ làm tổng thống vào ngày 8 tháng 11 sắp tới. Thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, một lần nữa, đây chỉ là những gì mà họ đã dựa vào các con số trong quá khứ. Rồi có một cái bản tin khác liên quan đến các cuộc thăm dò cử tri thì lại cho một cái nhìn khác. Cho nên ngày hôm nay chúng tôi gửi đến quý vị một cái bản tin tổng hợp cụ thể liên quan đến việc thị trường chứng khoán, những số điểm mà mỗi một ngày quý vị đều nhìn thấy. Tuy nhiên, càng gần đến ngày bầu cử, nhiều người nói rằng có thể tiên đoán được ai sẽ là đắc cử, đặc biệt là trong thời gian bầu cử liên quan tới người đang ngồi ở trong tòa Bạch Ốc và tìm thêm một nhiệm kỳ nữa. Đó là trường hợp của Tổng thống Joe Biden. Và tương tự như trường hợp của ông Trump cũng thế nữa. Chúng ta sẽ đưa ra các phân tích này của năm 2020 và năm 2024. Thế nhưng đầu tiên vẫn là các chỉ số trong phiên hoạt động ngày hôm nay. Boeing Live Nation. Nếu quý vị đi xem chương trình ca nhạc ở Mỹ này đó, là đa phần là phải mua vé ở Ticketmaster, một trong những trung tâm, và họ thường là lấy phí rất là cao. Và ngày hôm nay, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ của ông Biden lại muốn đưa ra những cái vụ kiện nhắm vào đại công ty Live Nation, trong đó có Ticketmaster, vì lý do họ nói đã độc quyền và sẽ gây ảnh hưởng đến túi tiền của người tiêu thụ. Và vì thế họ muốn break up, có nghĩa là chia công ty Live Nation ra để làm giảm cái ảnh hưởng. Bởi vì thực sự mà bây giờ nói quý vị lên, chỉ có mỗi Ticketmaster là bá chủ thôi. Mà cái chuyện bá chủ độc quyền đó đối với nước Mỹ này, cái chuyện đó họ không muốn xảy ra. Bởi vì không mang lại lợi thế cho người tiêu thụ. Nhất là chúng ta mua vé đã cái vé rất là cao rồi, ấy vậy mà còn phải bỏ thêm cái phí để mua nữa. Dow Jones xuống 284 điểm. Và quý vị nhìn thấy cái số điểm này mới đã cũng khá là kinh ngạc, bởi vì trước đó nó lên trên 40.000 điểm, mà hôm nay đã xuống thêm 286 điểm, có nghĩa là trong tuần lễ này Dow Jones mất 700 điểm, thưa quý vị. Nasdaq vẫn ở mức cao. Nasdaq ngày hôm nay lên thêm 124 điểm nữa và là mức kỷ lục. Lên 16.000 điểm là kỷ lục. Hôm nay là 16.925 điểm. Nhất là công ty Nvidia, công ty mà chế tạo cái con chip cũng như cả cái bộ phận chơi game trong máy điện toán. Hôm nay công ty tuyên bố là bởi vì cổ phiếu của họ lên trên $1,000 một cổ phiếu. Vì thế họ sẽ tách ra, chia làm 10 cổ phiếu để ăn một cổ phiếu. Và khi mà tách ra như thế đó, đã giúp đẩy mạnh thị trường Nasdaq chuyên về ngành công nghệ cao. S&P 500 lên trên 10 điểm, trong khi đó lần nữa Nvidia hôm nay lên gần hơn 10%. Khủng khiếp luôn thưa quý vị. Những ai mà nắm cổ phiếu Nvidia này trong thời gian qua đã kiếm lời lên mấy phần trăm luôn.
Bởi vì AI, công ty cũng công bố là sẽ bắt đầu xuất cảng các loại con chip để dành cho các máy computer AI. Và trong tương lai đó Ngọc Lan, cái máy computer của Ngọc Lan nó sẽ trở thành computer AI. Bây giờ mình thấy nhiều cái gì cũng có AI. Nó sẽ AI hết. Có nghĩa là bình thường Ngọc Lan vào sử dụng máy bình thường, bây giờ mình phải vô trong mạng Chrome hoặc là Microsoft để đặt có câu hỏi nếu mà muốn tìm hiểu AI. Nhưng mà nếu Ngọc Lan là một nghệ nhân, Ngọc Lan muốn vẽ, Ngọc Lan muốn làm nhạc, Ngọc Lan muốn làm nhiều thứ khác nữa, thì nếu mà có một cái computer như vậy đó, thì nó sẽ giúp cho Ngọc Lan trực tiếp với cái computer của mình hơn là mượn qua một cái website hoặc là mượn qua một cái software khác. Cho nên bây giờ trong tương lai nó sẽ là AI computer. Thì Nvidia hôm nay tuyên bố và giúp cho cái cổ phiếu tăng mạnh hơn nữa. Công trái phiếu 10 năm là 4,49%. Giá dầu xuống 38 sen, tin này cũng tốt, 77 đồng 19 sen và tụt giảm khoảng 3 đồng so với thời gian lên 80 đồng. Vàng xuống 50 đồng 30 sen. Ngọc Lan giữ vàng hay là bán vàng trong thời gian qua? Xuống nhiều vậy đó hả? Vàng xuống 50 đồng 30 sen. Ngọc Lan dường như không mua vàng thì phải. 2.342 đồng 60 sen và không chịu trả lời luôn nữa. Thưa quý vị, ngày hôm nay để chúng tôi gửi đến quý vị ngay đây, bởi vì nó đang nói về chứng khoán, cho nên trên trang mạng MarketWatch, đây là một cái trang vô cùng quan trọng cho những ai theo dõi thị trường chứng khoán lên xuống ở tại Hoa Kỳ này và cả thế giới luôn. Bloomberg nè, MarketWatch nè, rồi MSNBC, kể cả Yahoo Finance, CNN Finance, Wall Street Journal là những tờ báo trên mạng vô cùng quan trọng cho những ai muốn theo dõi chứng khoán. Thì đây, ngày hôm nay họ đưa ra một cái tựa đề nghe rất là nóng. Thị trường chứng khoán đã chọn, chúng tôi sẽ giải thích và phân tích tại sao là đã chọn và cái chuyện này có đúng hay không, mặc dù đây chỉ là một cái dự đoán. Đã chọn người chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024 và họ nói ông Biden sẽ thắng. Hiện nay cái tỷ lệ mà ông thắng ông Trump á, 58%. Tuy nhiên có những cái tin khác chúng tôi cũng hơi nghi ngờ. Thì thưa quý vị, họ nói như thế này, mỗi vào những cái năm mà có bầu cử tổng thống đó, thì họ có thể theo dõi thị trường chứng khoán. Nếu cái khuynh hướng của những tam cá nguyệt gần tới ngày bầu cử mà thị trường đi lên đó, thì cái ông đang ở trong tòa bạch ốc tìm kiếm 4 năm nữa đó, ông sẽ thắng. Còn nếu mà thị trường đi xuống đó, thì ông sẽ thua. Thì nếu mà nhìn vào cái thời gian của ông Trump á, bởi vì cái Covid nhá, rồi nhiều cái vấn đề khác nữa mà thị trường đi xuống, bởi vì rõ ràng bắt đầu khi mà những cái tin tức liên quan tới, Ngọc Lan nhớ và quý vị nhớ vào khoảng tháng 2, tháng 3 của năm 2020, tức là từ cuối năm 2019, mình đã loan tin về những người Trung Quốc đi sang, trong đó có người đi sang New York bắt đầu lây bệnh đó, nó khởi đầu. Đến đầu năm 2020, đó là năm bầu cử. Mà năm bầu cử cái thị trường nó rất thê thảm luôn. Lúc đó người ta mất tiền nhiều lắm. Nhiều người sau đó nhảy vào đi mua thì là thắng. Nhưng mà những người đang giữ bằng hy vọng là, bởi vì không ai ngờ là cái Covid nó gây tác hại đến cái thị trường như thế. Lẽ đương nhiên nó có cái tác động. Nhưng mà hiện nay với họ nói như thế này, họ giải thích là chính sách về kinh tế của ông Biden đã giúp thị trường chứng khoán lên được hơn 12% trong thời gian qua. Và nếu so sánh với những con số thị chứng khoán của những năm bầu cử trước đây, thì họ thấy rằng ông Biden sẽ thắng. Tuy nhiên, trong cái bản tin này đó, thưa quý vị, thì có một cái bản tin khác liên quan đến các cuộc thăm dò. Và họ nói trong những cuộc thăm dò này, mặc dù cái số mà người cử tri trong các cuộc thăm dò hỏi đó chỉ vào khoảng trên 2.000 người thôi. 2.000 người mà đại diện cho tới cả 100 triệu cử tri Mỹ thì mình cũng thấy nó cũng đôi khi nó cũng không đúng chính xác như trường hợp đã xảy ra các cuộc thăm dò cử tri của năm 2016
Khi đó người ta tiên đoán là bà Hillary Clinton sẽ thắng ông Trump trên dưới tới 5-6%, nhưng mà kết quả rõ ràng vào thời gian cuối cùng đó, thì có những cái tin tức đưa ra khiến cho cử tri chán ngán và họ không muốn bỏ cho bà Clinton nữa, họ không muốn kéo dài cái thời gian của Đảng Dân Chủ và thay vào đó bỏ phiếu cho ông Trump. Chúng tôi tiếp tục với phần tin tức này ngay sau phần quảng cáo, mời quý vị cùng theo dõi.